Xin mời bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về cái ưu điểm của cái viên uống này không ạ? Cái viên uống EcoClean ấy thì đã được sử dụng ở trên thị trường rồi. Và tôi cũng thấy rằng đây là một cái sản phẩm mà có tác dụng diệt các cái ký sinh trùng đường ruột, ví dụ như là giun đũa, giun tóc, giun móc, rồi giun kim, rồi các cái loại sán, giun lươn, sán ví dụ như sán lá ruột, sán lá gan. Ngoài cái tác dụng mà diệt các cái ký sinh trùng đường ruột như thế, nó còn có thêm cái tác dụng là giúp cho cơ thể chúng ta kiểu như là cải thiện các cái chức năng về mặt tiêu hóa. Khi nó tăng tiết mật thì nó sẽ giúp cho cái dạ dày hoặc đường ruột của chúng ta sẽ hấp thu thức ăn sẽ tốt hơn. Nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta kiểu như là khỏe mạnh hơn, cải thiện cái hệ vi sinh vật mà có lợi ở trong cơ thể, sẽ giúp chúng ta chống lại các cái bệnh dị ứng này, tức là tăng cái sức miễn dịch của cơ thể chúng ta này. Nó cũng giúp cho đường ruột của chúng ta nó sạch. Và khi nó đã sạch như thế rồi thì cái việc mà các cái lợi khuẩn ấy, nó sẽ có phát huy, tăng cường phát huy cái tác dụng. Và cái điều đó thì nó sẽ giúp cho tăng cái sức đề kháng chung của cơ thể. Sản phẩm EcoGlean là sản phẩm ở cái dưới dạng viên nang, giúp để diệt các cái ký sinh trùng đường ruột rất là có hiệu quả. Sản phẩm này nó còn có tác dụng là thanh lọc cơ thể này, chống hôi miệng này, giúp điều tiết hệ vi sinh vật ở trong đường ruột. Đây là một cái sản phẩm không có tác dụng phụ, sử dụng rất là an toàn. Sản phẩm này thì được nghiên cứu và sản xuất bởi Trung tâm Ký sinh trùng và nhóm các cái nhà khoa học trẻ ở Đức. Đội ngũ nghiên cứu cũng đã thử nghiệm rất là nhiều các cái công thức để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Tuy nhiên là họ đã dừng lại ở cái sản phẩm Eco Clean, và đó là cái sản phẩm mà đạt được cái hiệu quả tốt nhất trong nghiên cứu. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn bác sĩ và xin cảm ơn chị Bích Hồng đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, hy vọng với những phương pháp mà bác sĩ đã tư vấn vừa rồi thì quý vị đã bỏ túi thêm cho mình những cái kiến thức cũng như là những cái cách để làm sao có thể có được hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, từ đó nâng cao cái chất lượng cũng như là nâng cao sức khỏe của bản thân mình và gia đình mình. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.